hô sau cái bùn mắm hô sau ít đi, xong rồi anh em sau cái tản ra tản ra. Ở bên đây là anh nói anh bro nhá, nói anh bro nhá, anh em tản ra bro. Ừ, nó không bro. À, nhìn cờ, nhìn xuống, nhìn cờ sau ít, nhìn cờ sau ít rồi, xong 5, 4, 3, 2, 1 này, xong rồi, sau ít, ngay cờ sau ít, ngay cờ sau ít, ok, hai một người, tản ra tiếp, quay lại bot, tản ra tiếp, tản ra super bot, tản ra super bot, đôi lúc tụi liên tục đây, tản ra super bot, tản ra super bro, sai, cứ đút bên sai, tản ra, đừng hô gốc nở nữa, tản ra, nhìn gốc sau ít rồi, nhìn sau ít là bot rồi, 5 giây, bốn giây, nhìn sau ít là bot rồi, trong 5, 4, 3, 2, 1 này cái sau ít ngay sau ít là bị cái lâm giữa rừng hai mọi người tản ra tiếp đừng đúp bị bro rồi đúp lên hai tản ra hưu mọi người nhìn góc nào bảy giây cố lên mọi người có hưu mọi người bảy giây nhìn góc sau ít là bot là trong 5, 4, 3, 2, 1 này sau ít là bot bị cầm này hai mọi người tản ra tiếp cố lên hiu mọi người rút đi đồ rút đi mình rút đi ok cái nào cái đầu đi mẹ nhà người cái đầu hai mọi người mình biết được nhiều mà không có hiu mình mà em không thấy lên máu luôn ấy. Đéo có ai nó đi hiu lấy gì lên máu ra anh em đừng đứng làm sao lên máu nhiều quá anh em đừng là đút nhiều quá chạy về để lấy hiu nhưng mà không thấy hiu nó đi hiu làm sao mà lên máu tản ra thôi hiu đi mình động hơn tản ra thôi đừng để nó vào đa club cùng nhau giữ một đống luôn má sai lần nữa chết luôn mọi người bị cờ lâm thế là đúc quá anh em tản ra xíu là ổn rồi tản ra xíu đi góc ít mình góc đúc sống mà đừng cờ lâm về thế đúng rồi nó bắt heo mà anh em cứ cờ lâm một đống xong rồi nó cứ drop e à drop e là xong tự nhiên một nó tự anh em tự làm một cái cờ lâm theo nó à ok không sao xem mình có nó bot nào.